Kênh YouTube Bác sĩ Gia Nhân Anh Thuận xin chào tất cả anh chị. Thì hôm nay em với ba em sẽ tiếp tục chia sẻ cho các anh chị kỹ thuật xử lý vườn nho hạ đen chuẩn bị bấm cành. Thì hôm nay em với ba em sẽ chia sẻ và bọc mí bí quyết tại farm em. Thì chắc đây là cũng một bí quyết mà chỉ độc nhất vô nhị chỉ có tại farm em. Thì nào mời các anh chị hãy gặp ba của em nhé. Đây, những hình ảnh các anh chị đang thấy là vườn nho hạ đen này, vườn lá rụng rất là nhiều và như các anh chị mà nhìn thấy thì chắc có vẻ là rất là sơ sát. Đây, dạ con chào ba. Chào con. Dạ, thì đến đây thì hai ba con mình đã quay tập 3 về cái vườn nho hạ đen được 3 năm tuổi, chuẩn bị bấm cành vụ đông xuân đó. Thì hôm nay thì ba sẽ tiếp tục chia sẻ cho các anh chị về những kỹ thuật bón phân và cũng như là phun những loại hoạt chất gì giúp cho vườn nho của mình chuẩn bị bấm cành một cách hiệu quả ba. Thì trước hết xin chào các anh chị và các bạn. Dạ. Hôm nay là tôi cũng sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn đó là bón phân bón thúc để chuẩn bị bấm cành nho hạ đen. Dạ. Đó. Thì xin chia sẻ các bạn là cái lưới nước trước á. Dạ. Là tôi sẽ bón NPK rồi. Dạ. Đó, NPK là của đồng trâu á. Dạ. Bình Điền á. Dạ. Đó. Thì bón là được 4 ngày. Dạ. 4 ngày bây giờ ngày thứ tư. Dạ. Là tôi ngót nước lại. Đây. Đó. Ừ. Là các bạn là phải chú ý. Chú ý là để mình bón cho đúng. Dạ. Đó, rồi mình xịt rễ đồ thơm. Dạ. Đó, cho nó đúng để nó chuẩn bị bấm cành, chuẩn dạ. bị cho nó làm hoa, dạ. làm bông. Dạ. Đó. Ừ. Thì chia sẻ các bạn đó là bây giờ là tôi ngót là đó, tôi đang xịt thuốc. Dạ. Đó, đang phun thuốc chứ rõ. Dạ. Đó. Đó là khoảng đó bây giờ là đang phun. Dạ. Đó. Vậy thì ba chia sẻ cho các anh chị biết mình pha những loại gì ở trong cái bình thuốc mà pha mình đang phun hả ba? Thì chia sẻ các bạn á là nếu mà cái do ngót nước cái đợt này đó, dạ, đợt cuối các bạn ba sắp bấm cành. Dạ. Đó là các bạn sắp bấm cành là dạ. các bạn là nên phun GG3. Dạ, GA3. GG3. Ừ. Đây là cái gói GG3. Dạ thì đây. Đó. Cái này rất là thông dụng ở farm em nhé. Đúng. Sử dụng khi mà nho đang cành như thế này chuẩn bị bấm và cũng như là nho đang lúc mà ra bông và đến lúc mà đậu quả, farm em ứng dụng rất là nhiều đó. Vậy công dụng của GA3 này như thế nào và liều lượng như thế nào để giúp cho vườn nho của mình ra bông hiệu quả ba? Thì công dụng cái GA3 này á theo tôi á xài cũng được vài năm nay rồi. Dạ. Là cũng theo kinh nghiệm tôi á. Dạ. Là cái lứa cuối á mình. Dạ. Mình ngót nước á là mình sắp bấm á là mình làm cho mình xịt đó, nó làm cây nho là nó tăng trưởng bộ rễ thơm. Dạ. Và nó hút lên cho nó y như là mình đánh thức cây nho vậy vậy. Dạ. Đó là nó hút lên là nó làm cái mục cho nó tăng trưởng cái mục lên. Dạ. Đó nó sưng cái mục lên. Ừ. Là để mình bấm cành chi là cho nó nứt cho nó yêu. Dạ. Đó nó nứt xay lo cho nó đồng lọt. Dạ. Đó nó ra bông đồng lọt. Dạ. Đó ý là nó ra bông cho đồng lọt á. Dạ. Đó là các bạn nên dùng GA3 thơm. Dạ. Ừ. Để phun dưới đất. Dạ. Và liều lượng của mình thì như thế nào ba? Liều lượng pha bao nhiêu viên trên một sào? Liều lượng thì chia sẻ các bạn á là tôi theo tôi phun á là tôi tính sào thôi. Dạ. Một sào á là tôi phun được 7 viên. Dạ. 1.000 mét vuông hả ba hả? 1.000 mét vuông á là các bạn ngâm vô. Dạ. Ngâm bỏ vô nước. 7 viên. Bỏ vô nước là một giấc là nó. Dạ. Tan ra hết thôi. Dạ. Nó sủi nó tan ra hết thôi. Và các bạn lường vô bình á. Lường cho bình nó là một sào là nếu mà một sào á thì tôi phun bình điện 18 lít á là nó khoảng một bình rử á. Dạ. Đó bình rử các bạn chia ra các bạn phun cho hết một sào. Dạ. Nếu mà xịt dư
thuốc á, thì các bạn vô lại cũng được. Dạ, đây cái vô lại sao cho nó hết thuốc thôi. Dạ. Đó. Vậy là nguyên tắc là trước khi phun là mình sẽ thêm nước cho nó ướt rồi sau đó mình sẽ phun vào bao. Đúng. À, mình thêm nước là mình chờ cho nó rút nước. Đó, chờ cho nó rút nước giảm bớt là dạ. Mình phun vô. Dạ. Đó, cho nó hút cho nó bằng đêm nó hút lên thân cây lại. Dạ. Đó, thì chia sẻ các bạn là phải mình phải làm phương cách đó. Dạ. Vậy là nhau mình là chuẩn bị khi nào sẽ bắt đầu bấm cành vụ đông xuân hả ba? Thì chia sẻ các bạn đó là phun rồi mà mai đó, mai ngày mai lại, mai sáng mai lại là cũng phun cà lê lên. Tiếp tục từ chiều mới đó, của Phạm Em là các bạn phun thêm phân bón lá nè. Dạ. Phân bón lá cà lê trắng nè. Đây. Cà lê trắng. Cà lê trắng. Đó. Các anh chị xem nha. Và cái này mình sử dụng phương thức sử dụng trước khi bấm cành mình sử dụng mấy lần hả ba? Đây nè. Đó. Hôm bữa do lỗi kỹ thuật mình quay video á nên không thể đăng được nên bây giờ ba chia sẻ lại cách thức dùng cái loại này luôn. Thì cái loại này mà trước khi mình là phong bỏ lót cành á. Dạ. Rồi cho tới đến khi mà bón thuốc mắm á. Dạ. Thì các bạn phun hai lần. Dạ. Đó, nên phun hai lần. Đó, phun cái lúc mà lót lăn dưới rễ ngót lại á là các bạn phun một lần. Dạ, lăn rễ ngót lại một lần. Rồi cái nước này á sắp bấm nè. Theo nước sắp bấm nè. Rồi các bạn phun một lần nữa. Dạ. Đó là sẵn theo nước hầm ướt nè, các bạn phun trên cành luôn. Dạ. Đó, rồi phun một lần nữa rồi 4 5 ngày sau. Đó là các bạn bấm cành. Dạ, vậy là ngày mai là bắt đầu mình pha cái này mình phun ba ha. Mai. Ngày mai là tôi sẽ pha cái này tôi phun tiếp. Lên cành. Dạ. Phun lên cành. Đó. Đó. Bạn là mục đích của kali trắng này phun trên cành để làm như làm mục đích gì hả ba? Kali trắng này á nó làm phun lên cành là nó làm cho cứng cái cành thơm. Dạ. Đó, cứng cái mục thơm. Dạ, chắc mục nó làm chắc chắc cái bông trong đó. Cái mục rất là bự. Cái mục là nó làm bút chắc cái bông trong đó. Dạ. Là nó nứt ra là cái bông nó không, bây giờ lỡ thời tiết xấu rồi thì cái bông nó không có bị tua. Dạ. Không có bị thun. Dạ. Nó làm chắc cho bông, chắc cái bông thơm, tăng tỷ lệ đậu quả, quên ra ho chứ, tăng tỷ lệ ra ho đẹp, kết quả cao. Đúng, nó tăng tỷ lệ ra ho cho nó đẹp bông thơm. Dạ. Đó thì cái nó làm hiệu quả cái mục bông thơm cái chỗ đó. Dạ. Và liều lượng thì em cũng xin chia sẻ thêm là cái này là sẽ Phạm Em cân rồi đó, cứ một túi như thế này nè là 50 lít đó, hay là 1 gram cho 2 lít nước. Đúng. Đó thì các anh chị mà có nhu cầu sử dụng thì em sẽ cân sẵn và bây giờ mình chỉ pha nước thôi và mình sử dụng thôi đó. Vậy còn lúc nãy là ba nói về cách đây khoảng 4 hôm là mình bón NPK, nhưng mà 4 hôm thì trước thì mình cũng quay nhưng mà do lỗi cũng video á nên không quay được, thì ba có thể chia sẻ cho các anh chị về cái hiệu phân NPK mà giai đoạn mình thúc vào cây nho để cây nho nó có đầy đủ chất dinh dưỡng để nó giúp cho vườn nho của mình ra ho được một tỷ lệ coi như là 99% không ba? Thì trước cái bón thúc á để bấm cành á là tôi bón NPK của đồng rau á. Dạ. Đó, hiệu của đồng rau á. Dạ. Đó thì mình bón thúc là mình phải nên bón NPK. Dạ. Đó, mình cũng không cần bón NPK của Mỹ. Dạ. Đó, nó phân của Mỹ á, thì cái nước bón sắp sửa bấm cành á là mình cũng phân của Mỹ nó cao quá. Dạ. Mình cũng không có dùng để mình cái lúc mà nuôi bóng cành thì mình dùng NPK đầu câu cũng được. Dạ. Cho nó giảm cái chi phí của mình. Dạ. Cho nó cũng nuôi cái nó cũng có trung quy lượng đó. Dạ. Để nó nuôi cho đủ chất để nó nuôi cái cành. Dạ. Vậy là ba có thể chia sẻ các anh chị cái hiệu phân để có gì các anh chị có thể xem mà mua để sử dụng như pha mình được không ba? Thì khoan đây tôi cũng chuẩn bị sẵn. Đây, mời đó, các anh chị đi theo sẵn. Ba của em nhé. Đây. Đó, tôi cũng chuẩn bị sẵn là cái bao đây, bao của đầu trâu. Đó. Đây.
NBK của Đầu Trâu thì chắc tất cả ở các tỉnh thành thì đều quen biết với cái hiệu của Việt Nam mình rồi nè. Đúng. Của Phong Bón Bình Điền nè. Đó. Tỷ lệ là 20-20-15 có TE không ba ha? Có. Đó. Nó có TE đầy đủ. Đây. Đó. Thì cái dạng phân này là nó có từ 3 đến 4 màu nè. Đen, trắng, đỏ, tím nè, là kết hợp tổng hợp nè. Đó. Và em chia sẻ với các anh chị nè. Đó, và liều lượng như thế nào thì ba chia sẻ cho các anh chị đối với vườn nho Hà Đen của mình được 3 năm tuổi rồi thì liều lượng của mình sẽ như thế nào ba? Đây. À, công dụng của nó nè. Liều lượng cái thành phần nè và cách sử dụng nè. Đó, liều lượng mà như cái gốc Hà Đen này là tôi cũng gần 3 năm tuổi. Dạ. Thì tôi bón một gốc nó là khoảng 3 lạng. 3 lạng. Đó, ừ. 3 lạng. Đó, tại vì nó cũng hơi cao tuổi rồi. Dạ. Đó, ừ. Cái gốc nó cũng đã lớn rồi. Dạ. Thì mình bón mình nuôi cái phân tăng lên. Dạ. Đó, nó có 3 lạng trong một gốc. Dạ. Đó. 3 lạng trên một gốc thì tùy theo nhau 1 năm tuổi, 2 năm tuổi, 3 năm tuổi. Đúng. Họ trở về sau thì mình sẽ có liều lượng phù hợp ha ba ha. Đúng. Đó. Nếu mà cỡ này đổ về sau á là các bạn trung bình là các bạn bón một gốc 3 lạng thôi. Đó là cũng không nên bón quá nhiều. Đó. Dạ. Thì chia sẻ các bạn vậy. Dạ. Đó. Thì theo kinh nghiệm của ông ba thì với cái dàn cành để lâu như thế này nè thì tỷ lệ ho của vùng mình sẽ như thế nào? Thì đây, các bạn xem nè. Thấy để lâu quá lá nó rụng rất là nhiều. Dàn cành. Ừ. Dàn cành này là bỏ lâu lắm rồi. Dạ. Nó đó. Cũng nằm khoảng chắc cũng gần 8 tháng rồi đó. Ờ 8 tháng. Đó, cũng đó. 7 tháng mấy rồi đó. Dạ. Đó thì các bạn bỏ lâu là nó phải đương nhiên là cái lá cũ của nó phải rụng. Dạ. Đó, đó. Đây nè. Nó phải rụng hết. Chị xem nè. Nó tự luôn. Nó quỷ rồi nắm lá tháng thư lá rồi nó tự rụng. Dạ. Đó thì bây giờ là mình vì lý do là thời tiết mưa dạ. bão nhiều quá nên mình không dám bấm không ba hả? Mình không dám cắt. Dạ. Đó thì thời tiết bữa nay là cũng ấy rồi, hết mưa rồi cũng nó cũng thời tiết tốt rồi. Thì bây giờ mình là vô chuẩn bị bấm cành. Dạ. Đó, đó. Thì các bạn xem là cành này là cũng đủ tiêu chuẩn để bấm rồi. Dạ. Đây. Đó thường thì thường xem. Là các bạn rí ra nè, bắt đầu rí ra. Là nó tôi thường thường là tôi nói là nó mình nuôi đúng mà nó râm độc me á. Râm độc me nè, ở ngồi nè ba. Kêu râm độc me nè. Đó, râm độc me phía nó ngồi. Nó râm mà cái mục của nó tí 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 gì nè. Tí độ gì là các bạn đủ tiêu chuẩn bấm được rồi. Đó. Dạ, đó. À, bấm được rồi. Dạ, đó. Thì đó. Thường các anh chị mà ở các tỉnh đó vẫn chưa kinh nghiệm làm nho là cứ rất là nôn bấm cành. Còn như farm mình thì đã trải qua biết bao nhiêu mùa rồi và cũng có rất là nhiều vụ thất bại rồi. Nên là mình là cứ chờ hết mưa, hết nắng ổn định rồi mình mới bấm vào bao. Đúng. Và tiết hết mưa, hết gió là mình mới bấm cành là mình mới yên tâm được. Dạ. Nó mới cho bông hiệu quả cao. Dạ. Với ưu điểm của nho Hà Đen nữa là những cái mầm ngủ này nó ngủ rất là tốt, nó không có dễ nảy mầm như thằng nho đỏ, nho xanh, nho 152. Nên là cái việc để lâu của mình nó cũng rất là thuận lợi thôi ba ha. Đúng. Ừ. Cũng chia sẻ các bạn kỹ. Dạ. Thường là những cái giống mới bữa nay á. Dạ. Đó là mình bỏ lâu á cũng được, nó không có bứt mục ngủ ở trong. Dạ. Đó, mục ngủ nó cứ nằm đó, nó chờ miết thôi. Dạ. Nó không đó. Có bứt mục y như là nho xanh, nho đỏ. Đó, nếu mà thường thường nho xanh, nho đỏ mà nó mình bỏ hơi lâu hơn cao tháng á. Dạ. Thì nó bứt mục ngủ ở trong. Dạ. Nó xịt bông ra. Dạ. Thì cái để đó bắt là mình phải bấm thôi ba. Buộc phải bấm. Dù mưa bão thì mình cũng phải ra mình bấm thôi ba ha. Phải bấm. Ví dụ như hết mưa bão là mình phải bấm liền. Dù biết sau đó là sẽ có rất nhiều cơn bão nhưng bắt buộc mình phải bấm. Buộc phải bấm. Ừ. Chứ còn không bấm là nho cũng bị hư. Không bấm là nho nó xịt bông hết. Dạ, xịt bông hết. Đó. Nó, nếu mà sau này mình có bấm lại thì nó cũng không có bông. Dạ, đó. Còn cái nho những cái giống máu này Hà Đen hay là mẫu đơn. Dạ. Đó, đó thì mình bỏ lâu được. Đó, nếu mà thời mình coi thời tiết xấu thì mình nghỉ. Dạ. Thời tiết tốt thì mình nuôi lại mình bấm. Dạ, đó. Đó. Nên đây là kinh nghiệm của farm em. Đối với từng giống nho khác nhau
chứ không phải là giống nào cũng mình xem và mình muốn bấm cành lúc nào cũng được đó. Ví dụ giống hạ đen, giống mẫu đơn thì cái khả năng kháng bệnh và cũng như là chế độ ngủ của nó rất là tốt thì mình mới để lâu được. Chứ còn đối với những giống nho khác thì tùy theo tình hình thực tế hiện tại mà mình phải xử lý bấm cành cho kịp thời đó. Thì theo dự kiến này thì vườn này thì nhà mình sẽ bắt đầu bấm cành vào thời gian nào, và đến đây cũng đã đầy đủ chế độ phong thuốc cho vườn nho này rồi ba ha. Thì chia sẻ các bạn á, là bây giờ là tôi xịt GABA xuống đất. Dạ. Rồi xịt tiếp là kali lên cành. Dạ. Đó, phong bóng lá kali á lên dạ. cành. Dạ. Khoảng là 5 ngày sau. Dạ. 5 ngày sau là tôi sẽ cắt cành. Dạ. Đó, 5 ngày sau. Dạ. Là tôi sẽ cắt cành. Đó. Cắt cành cho nó ra hoa. Dạ, vậy thì chờ đến đó thì hai ba con mình sẽ tiếp tục quay tập 4 đối với vườn nho hạ đen làm theo kiểu truyền thống. Nho đã được 3 năm tuổi thì đã chia sẻ thêm cho các anh chị về kỹ thuật bấm cành nho của mình và những lưu ý về giai đoạn đó. Thì đến đây thì video của hai ba con mình đến đây cũng đã rất là đầy đủ nội dung rồi. Thì con cũng thay mặt các anh chị cảm ơn ba rất là nhiều đã chia sẻ một số phương pháp cũng như là kỹ thuật trồng nho về dưỡng cành đối với vườn nho hạ đen để dành tặng đến cho tất cả các anh chị. Thì con thay mặt các anh chị cảm ơn rất là nhiều. Thì thôi, đến đây tôi cũng xin chào các anh chị và các bạn. Dạ. Đó. Hẹn lại tập tiếp theo. Dạ. Đó, để bấm cành xong. Dạ. Chương trình là tôi sẽ quay tiếp. Dạ. Đó. Thì sau đến đây cũng xin chào các anh chị và các bạn. Dạ. Hẹn lại chương trình sau. Dạ rồi, con xin chào. Dạ, xin chào. Đó. Thì cũng có một số thông tin rằng các anh chị làm nho hạ đen rất khó là bông. Vậy để Phạm em chứng minh nho hạ đen có dễ là bông hay khó là bông thì các anh chị hãy tiếp tục theo dõi và chờ đợi nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.